Hiện cả tỉnh có 1.817 đơn vị sự nghiệp công lập với 62.253 biên chế. Thời gian qua, nhiều đơn vị thuộc khu vực này đã tích cực đổi mới tổ chức và hoạt động, đạt được nhiều kết quả bước đầu quan trọng. Được đánh giá là địa phương làm tốt công tác tinh giản biên chế, cũng như sắp xếp cơ cấu lại bộ máy, đội ngũ cán bộ hoạt động theo hướng hiệu lực hiệu quả. Nhưng đến nay, cả tỉnh mới chỉ có trên 4.300 người, chiếm 7% lực lượng hưởng lương theo cơ chế tự chủ. Trong bối cảnh hiện tại, việc tổ chức lại và đổi mới cơ chế chính sách, đặc biệt là đẩy mạnh trao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, thực sự là công việc cần được đặt ra lúc này. Một trong các nội dung rất quan trọng lần này là vừa sắp xếp lại tổ chức bộ máy cho tinh gọn, hoạt động cho hiệu lực hiệu quả. Nhưng mà có một cái nội dung rất quan trọng, đó chính là gì? Là từng bước ta giao cái quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp. Tự chủ về quản lý tổ chức, tự chủ về tổ chức, tự chủ về tài chính. Và chính cái này thực chất là gì? Nó phát huy cái vai trò năng động, sáng tạo của mỗi một cơ quan đơn vị. Để mỗi một cơ quan đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình, xuất phát từ tiềm năng thế mạnh của mình, về đội ngũ cán bộ của mình, về cơ sở vật chất của mình, về cái nguồn thu của mình, để từng bước chúng ta tự chủ về tài chính. Và đây chính là gì? Chính là để giảm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Đây là một cái chủ trương rất đúng mà tôi cho là ta phải làm. Mỗi khi đau ốm hay có việc cần tới sự hỗ trợ của cơ sở y tế, gia đình chị Minh chỉ đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, bởi ngoài chất lượng khám chữa bệnh, chị rất hài lòng với cách phục vụ của đội ngũ nhân viên ở đây. Mỗi khi mà có bệnh hoặc là sinh nở gì thì trong đầu tôi là luôn luôn nghĩ đến là Bệnh viện Tây Bắc Nghệ An. Ở đây là dịch vụ là khám chữa bệnh rất tốt và chúng tôi rất tin tưởng. Bắt đầu từ năm 2017, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc được giao tự chủ 100% trong hoạt động chi thường xuyên. Để tạo ra nguồn thu cho bệnh viện, ngoài việc tự tính toán thu chi hợp lý, bệnh viện đã cải cách thủ tục hành chính, tuyển dụng đội ngũ y bác sĩ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân. Không chỉ đảm bảo thu nhập cho cán bộ bác sĩ, đơn vị còn tích lũy một phần kinh phí để xây dựng hệ thống phụ trợ bao gồm nhà ăn, căng tin, khu vực gửi xe với tổng kinh phí đầu tư trên 5 tỷ đồng. Cơ chế tự chủ không chỉ giúp bệnh viện tự chủ được nguồn tài chính mà quan trọng hơn đã giúp đơn vị giải được bài toán nhân lực tồn tại lâu nay. Khi mà thực hiện cơ chế tự chủ ấy, thì giúp cho bệnh viện đang khắc phục được cái tình trạng thiếu nhân lực từ trước đến nay. Và đặc biệt là có bệnh viện cũng có những cơ chế chủ động hơn trong vấn đề tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, cũng như là có điều kiện về kinh phí để cho tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cái nguồn nhân lực đó. Và khi mà có cái nguồn nhân lực được cải thiện thì rõ ràng là cái chất lượng chăm sóc, chất lượng khám chữa bệnh sẽ được nâng lên. Theo các chuyên gia kinh tế, tự chủ tài chính là một chủ trương đúng đắn, buộc các bệnh viện phải năng động, sáng tạo để phát triển. Khi mà tự chủ thì đòi hỏi giữa các bệnh viện sẽ có cái sự cạnh tranh với nhau. Vậy thì khi các bệnh viện có sự cạnh tranh với nhau đó thì đòi hỏi bệnh viện nào có cái chất lượng dịch vụ tốt hơn thì sẽ thu hút được cái nguồn bệnh nhân nhiều hơn, và thu hút được nguồn bệnh nhân nhiều hơn thì sẽ tăng được nguồn thu, và từ đó thì quay lại sẽ trang trải được cái khoản chi cho bệnh viện. Không chỉ khuyến khích các bệnh viện tự chủ tài chính hoàn toàn trong chi thường xuyên, ngành y tế còn khuyến khích các bệnh viện tự chủ hoàn toàn trong đầu tư để xây dựng, tổ chức lại bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, đơn vị đầu tiên của ngành y tế thực hiện tự chủ toàn bộ chi thường xuyên. Cùng với những thay đổi trong chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng dịch vụ, số lượng bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Đây cũng là đơn vị duy nhất hiện nay đang triển khai thực hiện mô hình tự chủ có đầu tư để phát triển toàn diện. Bệnh viện từ cái chỗ nhóm 1 thì bệnh viện sẽ được hoạt động theo cái mô hình doanh nghiệp dưới sự quản lý của nhà nước. Cho nên là ngoài cái việc bệnh viện sẽ đầu tư cung cấp cái dịch vụ tốt thì bệnh viện có quyền là có thể có cái thu thêm
một cái khoản dịch vụ mà theo cái luật giá đã quy định, theo cũng như luật giá và luật doanh nghiệp đã quy định. Thì từ đó thì bệnh viện sẽ có cái tái đầu tư được và mở rộng cái cơ sở vật chất và trang thiết bị, đặc biệt là thu hút đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực. Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh chỉ là 2 trong 15 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tự chủ được tài chính và phát triển khá tốt. Với những chuyển biến tích cực đó, ngành y tế đang tiếp tục rà soát, xem xét và có sự chỉ đạo các bệnh viện công lập thực hiện cơ chế tự chủ một cách phù hợp với thực tiễn từng đơn vị. Cái mà chúng tôi quan tâm nhất bây giờ là vấn đề thực hiện khi giao quyền tự chủ cho các đơn vị. Ở đây tự chủ cho các đơn vị không có nghĩa là bệnh viện tư của các đơn vị. Và cái mô hình này là mô hình thực hiện tự chủ, nhưng chúng ta cũng phải có sự kiểm soát rất là chặt chẽ. Thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà khi duyệt các cái phương án tự chủ cho các đơn vị tiếp theo, thì chúng tôi cũng đã trao đổi rất là kỹ với các đơn vị và xây dựng cái phương án rất cụ thể trong thời gian tới cho các cái đơn vị sẽ làm tốt. Và còn hướng xa hơn nữa là trong những năm sau, những năm 2020, thì kể cả những cái trung tâm y tế, tức là có hai nhiệm vụ, một là nhiệm vụ dự phòng, hai là nhiệm vụ khám chữa bệnh, thì cái lĩnh vực khám chữa bệnh thì chúng tôi sẽ giao quyền tự chủ. Cơ chế tự chủ dường như đã cởi trói cho nhiều đơn vị sự nghiệp công lập. Chủ trương này không chỉ giảm gánh nặng ngân sách mà còn tạo ra nhiều động lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện phát huy sáng tạo, sự năng động trong cơ chế thị trường. Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An là một ví dụ cụ thể. Được khoác lên mình chiếc áo tự chủ từ những năm 2007, nhưng phải tới hơn 10 năm sau đó, đơn vị mới chính thức tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên. Bên cạnh đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, từng bước tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ gắn liền với thị trường. Hoạt động của trung tâm giai đoạn này còn đặc biệt chú trọng đến việc kết nối cung cầu, giới thiệu và cung ứng sản phẩm, tạo ra chuỗi liên kết giá trị 3 trong 1: nhà nông, doanh nghiệp và nhà khoa học. Đẩy mạnh tự chủ đồng thời cũng là tạo ra đội ngũ cán bộ năng động, thích ứng, biết tìm tòi những giá trị mới để tạo uy tín thương hiệu của đơn vị. Đơn vị khoa học của địa phương ấy, thì cái năng lực nghiên cứu cơ bản nó rất là hạn chế. Nó hạn chế cả về con người, cả về các cơ sở vật chất. Nhưng mà ngược lại thì khi cái địa phương, cái năng lực địa phương hạn chế như thế thì mình phải biết khai thác ở cái thế mạnh của mình để lấy vai trò ứng dụng. Và cũng không phủ nhận là trong những năm vừa rồi, trung tâm mặc dù ở vai trung tâm của địa phương nhưng đã chuyển giao công nghệ cho nhiều trung tâm ứng dụng của các tỉnh bạn. Thì đó là một cái thế mạnh mà mình cũng cảm thấy là mình đã làm được sau khi chuyển đổi. Còn trước đây thì gần như là cái việc đó rất là khó. Ở đây có thể là cái thay đổi lớn nhất vẫn là cái tư duy, cái cách làm. Nhưng rõ ràng là trung tâm có bước ra cơ chế tự chủ thì mình nghĩ ra được cái cách làm đó. Còn không thì không nghĩ ra được. Còn với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, một trong những đơn vị sự nghiệp công lập đầu tiên của tỉnh được trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Ngay trong năm đầu tiên, năm 2016, đơn vị đã bắt tay vào kiện toàn sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn. Cùng với tinh giản một số vị trí không thật sự cần thiết, thì đột phá sử dụng nguồn nhân lực của trung tâm chính là giảm và bỏ hầu hết vị trí cấp phó phòng. Nếu như trước khi tự chủ, cơ quan này có 4 trưởng phòng, 8 phó phòng, thì nay cắt giảm chỉ còn 4 trưởng phòng, 1 phó phòng. Cùng với đó, thu nhập của từng cán bộ viên chức, người lao động được trả theo hiệu quả công việc, nên đã kích thích sự sáng tạo trong cả đội ngũ. Nhờ vậy mà cho đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện cơ chế tự chủ, hiệu quả công việc và thu nhập của toàn cơ quan đều tăng cao hơn so với trước. Từ cuối năm 2015 đến nay thì với cái thành phần và cái khối lượng công việc vẫn không ngừng gia tăng, số lượng cán bộ viên chức và người lao động của phòng thì vẫn tiếp tục duy trì ở mức là từ 12 đến 14 người. Thế với cái việc tính giản không một cấp phó phòng ở tại cấp phòng như vậy vẫn duy trì và cái hiệu quả công việc của phòng. Tại hội nghị Trung ương 6, đề cập đến việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như sự cần thiết phải đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công. Tính cấp thiết cũng như kết quả bước đầu đem lại khi tiến hành tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập thời gian qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn cho thấy quyết tâm của tỉnh
trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Cũng rất nhiều cái đơn vị sự nghiệp mà chúng ta thấy đang chồng chéo chức năng nhiệm vụ, cũng đang thấy rằng là nó cũng đang có nhiều cái bất hợp lý. Ngoài ngành giáo dục, ngoài ngành y tế thì chúng tôi cũng đang tập trung vào những cái ngành giữa sự có đông cái đội ngũ viên chức sự nghiệp, ví dụ như là ngành nông nghiệp, rồi một số cái ngành khác nữa. Thì chúng tôi thấy là cái công việc này thì của tỉnh thì cũng đang làm rất là chặt chẽ, và theo cái nguyên tắc ấy, là chúng tôi cũng cố gắng mức tối đa là không làm ảnh hưởng đến tức là các những người quyền lợi của những người lao động đang là công chức, đang là viên chức nhà nước. Mà cái việc giảm này là nó có lộ trình, nó có cái sự tính toán chặt chẽ, hợp lý. Cả tỉnh hiện có 1.817 đơn vị sự nghiệp công lập với 62.253 biên chế, nhưng chỉ có 4.344 người hưởng lương cơ chế tự chủ. 57.909 người vẫn đang hưởng lương phụ cấp từ ngân sách. Việc tiếp tục đẩy mạnh sang tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là một xu hướng tất yếu. Nhưng thực tế, không phải đơn vị sự nghiệp công lập nào cũng có thể tự chủ được. Bởi thói quen dựa vào ngân sách, dựa vào cơ chế xin cho vẫn còn tạo ra quá nhiều ưu đãi. Đấy là chưa kể đến hàng loạt vấn đề mà các đơn vị khi bước vào tự chủ cần giải quyết. Các đơn vị khi xác định tự chủ là chỉ tự chủ trên cái góc độ đó, kiểm soát cái nguồn chi, tức là tăng thu để kiểm soát chi, chứ không phải là tăng thu để tạo ra lợi nhuận. Đó là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái mục tiêu của nhà nước khi tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp cũng như các đơn vị trên hai cái lĩnh vực giáo dục y tế là chính ý, thì mục tiêu của nhà nước ở đây đó là kiểm soát nguồn chi, bởi vì hiện nay ngân sách nhà nước đang bù chi, chứ không phải là mục tiêu của nhà nước đó là thả nổi cho các lĩnh vực đó hoạt động. Thì các cái tổ chức làm công tác khoa học rất cần một cái đặt hàng của nhà nước. Nếu như bỏ những cái đặt hàng của nhà nước đi thì rõ ràng là cái hệ thống đơn vị này nó rất khó để tồn tại. Tại vì nó làm khoa học thì đương nhiên nó phải có trên cái nền ý tưởng. Cái nguồn sống của các cái đơn vị khoa học nó phải là nền ý tưởng chứ không phải là nền sản phẩm. Nó có ý tưởng và được nhà nước đặt hàng, được doanh nghiệp đặt hàng, được người dân đặt hàng thì nó mới sống. Cái nghị quyết 18-19 của Trung ương mặc dù mới ban hành được mấy tháng nay, nhưng có thể nói đây là một trong những nghị quyết mà sớm đi vào cuộc sống. Nghệ An cũng là một trong rất nhiều nơi mà có thể nói đang triển khai rất tích cực cái việc này. Tất nhiên khi làm ấy là chúng ta phải thận trọng, chắc chắn từng bước. Đấy, cho nên là phải xem xét lại chức năng nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, rồi cân đối là con người, rồi xem xét cụ thể những cái đặc điểm hiện có của địa phương, của đơn vị. Nhưng khi đã đủ điều kiện rồi, đã thống nhất cao rồi, đã làm là phải làm quyết liệt và làm có hiệu quả. Từ năm 1985 đến nay, chính phủ đã 3 lần thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Nhưng mỗi lần tinh giản thì biên chế lại càng phình to, trong đó có khối đơn vị sự nghiệp công lập. Việc chuyển số người hưởng lương ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập sang hình thức tự chủ, ngoài khắc phục hạn chế này một cách hiệu quả, sẽ là việc thực sự có ý nghĩa và không thể trì hoãn, nhưng phải làm hết sức chắc chắn và hiệu quả ngay từ lúc này.